Bất lực nhìn ngọn lửa bùng lên khiến 6 người chết cháy. Quý vị và các bạn thân mến, trưa ngày 16 tháng 12, hiện trường vụ cháy khiến 6 người trong một gia đình tử vong vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Nhiều xe máy bị cháy trơ khung cũng đã được kéo ra ngoài, thi thể các nạn nhân đã được di chuyển tới bệnh viện An Bình. Anh Nguyễn Phùng Hân, 48 tuổi, hàng xóm nhà các nạn nhân, giọng trùng xuống nghẹn ngào. Vợ chồng anh Trần Anh Thắng, 47 tuổi, nạn nhân, và chị Thủy có 3 bé gái rất ngoan. Họ thường xuyên qua nhà tôi chơi. Bé Vân Anh thường được người thân và hàng xóm gọi bằng biệt hiệu Tina, bé Bảo Hân với biệt hiệu Cà Rốt và bé Thiên Kim là heo con. Mới hôm qua, các cháu còn tíu tích vui đùa, khoe hình vừa đi chơi, chụp hình đón Noel, nhưng giờ đã không còn. Ông Hưng chia sẻ, vụ cháy xuất phát từ tầng trệt căn nhà. Khi phát hiện cháy, ông thấy lửa kèm khói bốc lên. Ít phút sau đó, cả căn nhà bị lửa bao trùm. Vừa tri hô cháy, ông Hưng vừa đập cửa rồi tìm bình chữa cháy dập lửa. Nhân chứng cho hay, biết cháy, 4 sinh viên thuê nhà trên tầng nhà anh Thăng chạy ra lan can kêu cứu. Ông Hưng kể thêm, thấy vậy, người dân lấy tấm nệm trải ra đường, các nạn nhân leo qua ban công rồi nhảy xuống, may mắn thoát khỏi đám cháy. Cứu được 4 sinh viên, nhưng cả gia đình 6 người của anh Thăng đang bị kẹt lại. Người dân đã dùng hàng chục bình chữa cháy, nhưng đều bất lực vì ngọn lửa quá lớn, sức nóng phả ra khiến mọi người chạy vào xịt rồi lại phải chạy ra. Ông Tùng, 59 tuổi, ngụ hẻm 453 Xuyệt 3, cũng là một nhân chứng vụ cháy nói thêm. Lửa cháy lớn trong khoảng 30 phút, cháy ngay vị trí cửa quá lớn nên không ai ở tầng trệt thoát thân được. Chúng tôi dù đã dùng bình chữa cháy để phun vào nhưng lửa quá lớn không dập nổi. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố tới hiện trường thì đám cháy được dập tắt nhanh hơn. Vào bên trong mới bàng hoàng phát hiện mọi người đã tử vong. Ông Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1956, ông ngoại của 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy, chết lặng tại hiện trường khi biết các con và cháu mình đều đã tử vong. Ông Trung kể, vào chiều tối ngày 15 tháng 12, vợ chồng nó, tức anh Thăng chị Thủy, vừa đưa 2 bé út đi chụp hình Noel và khi về nhà, các cháu còn chạy qua nhà hàng xóm chơi. Hàng xóm cho biết, vợ chồng anh Thăng thuê bán cà phê ở đây cũng 3-4 năm nay, ở trên lầu 1 là nhóm người khác thuê. Vợ chồng anh Thăng sống hiền hòa với mọi người, trước giờ vợ chồng anh chưa để xích mích với ai. Nhìn vào căn nhà cháy tan hoang, chị Châu, bạn anh Thăng, không thể tin ngọn lửa đã cướp đi bạn mình và gia đình anh. Liên quan đến vụ cháy trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã chỉ đạo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đồng thời, ông Tất Thành Cang cũng giao Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khẩn trương rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư, các cơ sở kinh doanh, khu chế xuất, khu công nghiệp trên toàn địa bàn.